Các bạn thân mến, hôm nay tôi lại tiếp tục giới thiệu cho các bạn tiếp một cái chúng ta đang làm đến quản lý điểm phần 4 rồi. Đấy, thì phần trước thì chúng ta đã thêm được một cái nút xóa cho sinh viên. Thế thì tôi quay lại ở cái thư mục view. Ở view thì ta có danh sách quản danh sách lớp. Danh sách lớp bao gồm trên đây là tiêu đề nhé, các bạn nhớ chú ý cho tôi là cái thẻ table class bằng table, thì cái phần header của table ấy, nó có header là mã sinh viên, họ tên, giới tính, quê, tuổi và sửa xóa. Đấy, thì tương ứng với cái tiêu đề thì chúng ta sẽ có các cột dữ liệu, đó là mã sinh viên, họ tên, giới tính, quê, tuổi, và cái phần này thì chúng ta thêm đó là một cột sửa. Cột xóa thì chúng ta làm được rồi. Cột xóa có nghĩa là chúng ta thêm vào một thẻ A để link, để link đến cái ID sinh viên, để người ta biết được là xóa được. Phần mềm nó sẽ biết được là chúng ta xóa ở cái chỉ số nào, có nghĩa là chỉ số theo mã sinh viên. Và cuối cùng cái vòng lặp cho hết cái lớp đó thì chúng ta kết thúc ở cái thẻ tbody và table là kết thúc. Còn ở phần dưới chỗ này thì các bạn hiểu là đấy là chúng ta chọn bootstrap để nó tạo ra cho chúng ta cái hình dáng của cái cột và cái bảng, tức là hình dáng của cột ô hàng của bảng. Thì chúng ta nhìn thấy là đây là cái phần link đến bootstrap thôi. Trên này cũng vậy, chúng ta có phần bootstrap để chúng ta link vào. Bootstrap đây là bootstrap online nhé, không phải là bootstrap tại chỗ. Tại chỗ thì nó cũng vậy thôi, thì chúng ta chỉ cần cho vào thư mục public là nó sẽ liên kết đến cái bootstrap tại chỗ. Các bạn cũng không cần phải quan tâm chỗ này mấy, ở trong cái bài này nó cũng rất là dễ. Thế thì view mà được thực hiện thì nó phải thông qua controller, đúng không các bạn? Đây, danh sách lớp đây. Đây, xóa sinh viên đây. Khi xóa xong thì nó nhận. Nó nhận cái gì? Nó nhận cái segment, tức là cái phần segment có tham số là 4 ấy. Hôm nay tôi cho vào giao diện màu đen bằng Storm PHP, nó thay cho cái giao diện Apache NetBeans. Thì NetBeans và cái này nó cũng vẫn là vậy thôi, nó dùng để chúng ta lập trình thì nó cũng không khác gì cả, vì nguồn nó vẫn như vậy. Mỗi đội là cái giao diện nó khác đi một tí để cho chúng ta nhìn nó dễ nhìn hơn. Thay vì chúng ta nhìn cái kia thì màn hình là trắng và nền trắng, thì chữ văn bản màu xanh, màu tím, màu vàng, màu hồng, màu nâu thì nó sẽ, các bạn nhìn ở trên video nó rất là khó, rất là khó. Thế chúng ta nhớ trong đầu của mình là view là phải được controller nó chạy. Đấy, trong Laravel cũng vậy, nó cũng view là do controller và router nó điều khiển. Router nó điều khiển controller và nó nhóm cái router lại. Thì trong trong Codeine nó cũng vậy thôi. Tức là hai cái framework này cực kỳ là hay và nổi tiếng. Bây giờ các bạn sử dụng được hai framework này thì các bạn sẽ rất là giỏi cho cái chuyện mà các bạn sau này các bạn đi ra trường, các bạn đi lập trình, thì framework nào cũng có cái tính năng như nhau. Thì bây giờ tôi sẽ nói so sánh hai cái framework. Framework Laravel thì nó nhiều công cụ hơn, nhiều công cụ hơn, lệnh nhiều hơn, thư viện nhiều hơn, nhưng mà cái truy xuất dữ liệu nó lại chậm hơn so với Codeine. Codeine cũng là một cái nền tảng mà ra đời trước Laravel, nhưng Codeine thì bây giờ nâng lên bản thứ tư, tức là phiên bản thứ tư rồi, thì nó cũng cải thiện cho chúng ta rất nhiều và chạy rất nhanh, cực nhanh luôn. Đấy, hot nào dù như thế nào các bạn có thể truy xuất, thì tích tắc nó đã, khi mà chúng ta request đến server thì nó đã respond rất là nhanh rồi, nó không còn chậm như là Laravel. Laravel thì lập trình cũng rất là một cái nền tảng hiện nay là rất nhiều người dùng. Chính vì vậy cho nên là nó nhiều lớp, nhiều tầng, nó truy xuất dữ liệu theo kiểu PDO.
thì nó sẽ chậm hơn. Đấy. Còn cái này là truy xuất theo kiểu là SQLy thì nó cũng nhanh hơn. Đấy là tôi so sánh hai cái quan điểm đó. Thế thì trong controller của các bạn thì các bạn nhớ là các bạn phải khai báo thư viện là Cordinai controller này, Cordinai HTTP request interface, Cordinai HTTP response interface và model quản lý điểm. Đấy, model quản lý điểm nó gọi ra từ cái model. Đấy, nó chia làm 3 phần nhá. Model thì các bạn gọi trong đây. Thì gọi ra thì ta mới sử dụng được các hàm xóa, sửa, cập nhật, update trong controller. Controller nó làm việc với hai thằng. Thứ nhất là nó làm việc với model và nó làm việc với view. Và thông qua view thì phải thông qua controller nó mới hiện ra được. Thì các bạn nhớ chú ý cho tôi. Và các bạn thấy là controller là một cái module không thể thiếu được, rất quan trọng trong việc gọi view và gọi model. Đấy, tương tác nhau nó giống như cảnh sát, cho qua cái gì cho qua và cái gì không cho qua. Đó. Thì chúng ta đã thấy là ở cái phần menu xóa sinh viên, cái phần mà bảng xóa sinh viên, ví dụ tôi gọi một cái localhost, hiện danh sách, thì chúng ta thấy là hiện nay danh sách của chúng ta gồm có sửa thì chưa, tôi chưa làm link mà tôi mới làm xóa thôi, thì ấn vào đây thì nó sẽ quay, nó xóa xong rồi nó lại quay hiện lại cho chúng ta cái bảng danh sách, là do cái lệnh này, lệnh redirect này. Đấy. Khi xóa xong thì nó lại quay trở lại. Cái tính năng này cực kỳ hữu ích, giúp các bạn nhìn thấy những ai xóa luôn được. Còn bình thường thì nếu ta không dùng lệnh redirect này thì chúng ta phải quay, có một lệnh là return quay trở về kia. Và khi quay trở về thì ta mất công là ta phải quay back lại để chúng ta xem lại cái bảng danh sách đã được xóa chưa. Và bây giờ thì chúng ta sẽ thấy là trên này là có một tên là Lò Văn Hùng, nam, giới tính quê Hà Nội, tuổi 20. Sửa thì ta chưa sửa, nó vẫn mang cái nhãn thì nó mang tên sửa, nhưng mà cái phần dữ liệu thì lại chưa được thay đổi, trở thành một link liên kết về sửa. Thì bây giờ chúng ta sẽ vào phần LabVket để chúng ta xem database của chúng ta đã được xem nó như thế nào, và chúng ta thử thêm xem có thêm được người không. Đấy, ta thêm một bạn mới thì danh sách nó có hiện ra không. Tôi chạy Unikey ra để đánh tiếng Việt. Rồi bây giờ chúng ta quay về đây. Tất cả các video các bạn muốn xem nó được hiểu thì các bạn phải xem từ video 1 cho đến video cuối. Đấy, bảng hồ sơ này của chúng ta này. Đây, Lò Văn Hùng nhá. ID này đã nhảy theo thứ tự số tự nhiên, do chúng ta xóa những cái ID kia sau thì nó sẽ hiện ra đây. Các bạn không lo vì số nguyên rất là dài và nhiều. Nếu các bạn muốn đánh thứ tự thì các bạn cho vòng for và chúng ta cho số nó chạy, thì ta hiện lên số thì vòng for nó lại đếm từ 1 cho đến N. Bây giờ tôi đánh thêm là Trần Thị Hoa, nữ, quê Nam Định, tuổi 20. Đấy. Đỗ Thị Hồng, nữ, quê Hòa Bình, tuổi 20. Tôi đánh tiếp là Hoàng Thị Hạnh, nữ, quê Vĩnh Phúc, tuổi 20. Đó. Chúng ta thấy là cái ID nó tự nhảy, do chúng ta đặt chế độ là auto increment, nó tự nhảy cho chúng ta. Tôi đánh tiếp là Nguyễn Hoàng Hạnh, nam, Hà Nội, tuổi
21. Đó. Bây giờ chúng ta thấy rồi, bây giờ chúng ta sẽ chọn view này lên. Đấy. Thì chúng ta nhìn rõ chưa? Đấy. Lên rồi nhá. Ngon rồi. Thế bây giờ chúng ta sẽ phải thêm một cái form nhập phía trên cái danh sách này. Tôi muốn cái form nhập liền luôn trong cái trang web này chứ không nhập vào một trang web khác. Nếu nhập vào trang web khác thì ta lại mất công quay trở về bảng danh sách ta xem. Đấy. Vậy thì trong cái phần phần view đây chúng ta nhìn thấy nhá, trong thân của body của HTML. Đấy. Chúng ta coi cái phần này là phần head của tiêu đề của trang này. Phần head này thì bao gồm những cái lệnh như là link style vân vân. Đấy, thẻ ra có thể chọn. Các bạn có thể cho thẻ một thẻ nữa là title đúng không? Đây là bảng danh sách. Ta cần cho nét ta ghi vào. Ta ghi vào ta chạy thì chúng ta nhìn thấy khi ta chạy này. Thì đây, bảng danh sách nó hiện chỗ này. Title nó biến nó chạy lên chỗ này. Các bạn nhìn thấy chưa? Đấy, tương ứng với bảng danh sách đây. Đây bảng danh sách đây nhá, thì tương ứng ở trên này. Đúng không các bạn? Rồi ok. Thì bây giờ chúng ta sẽ mở một cái trang gọi là trang Bootstrap ra để ta lấy một cái phần nhập vào. Tôi đánh chữ Bootstrap. Đấy. Bootstrap thì chúng ta ấn vào đây cũng được, vào đây được, ta lấy một cái mẫu bảng ra. Chúng ta chọn document nhé. Rồi. Ta chọn search vào đây là chúng ta lấy là table. Chọn hơi buồn. Đây. Table rồi, table đã lấy rồi, đúng không? Rồi ta chọn cho chúng ta làm form. Ở phần form ta tìm cái chỗ nào mà nó có thể có nhiều nút, ví dụ như là mật khẩu rồi submit này. Đấy, form như thế nào chúng ta xem ta lấy cái phần nào nó sống động hơn. Đấy, ta lấy form có hai loại, form inline và form không inline. Inline là nó chạy nằm ngang, còn form không inline nó chạy theo xếp theo chiều trên từ trên xuống dưới. Bạn lấy theo chiều này cũng được, hoặc lấy theo chiều này cũng được. Đó. Ta lấy form thì ta gắn vào. Rồi, ta gắn này họ tên này vân vân, địa chỉ tuổi vân vân. Đây bạn thay vào nhé. Ta lấy phía trên đấy. Nhưng mẫu nào bạn thường chọn? Rồi tôi lấy chỗ này để tôi copy ra. Ok copy này. Rồi. Bây giờ ta vào bảng danh sách. Rồi. Thì cái form nó sẽ nằm ở trên cái này. Trên cái table. Table các bạn để đây thì các bạn. Bây giờ các bạn tụt cái này xuống đây. Các bạn để cái này vào đây. Đấy. Bây giờ các bạn thử chạy nhá. Rồi bạn lên sách. Đây thì chúng ta nhìn thấy email mật khẩu submit đây.
Đấy, nó nằm ở chỗ này. Các bạn thấy chưa? Đó, ok nhá. Nó chạy rất ngang đúng không? Rồi bây giờ chúng ta sẽ làm cho, để cho cái chạy ra sức. Một khác đây là toàn bộ cái mạng form để các bạn nhập vào đấy. Đó. Tôi chọn thế này, tôi chọn tiếp. Lux Côn Côn này. MD. Tôi cho cái này, cột này là ba cột, tôi chia làm ba cột. MD3 này. Đấy. Được chưa? Nha, tí tôi lắp vào MD3 này. Tôi cho một cái là MD3 được rồi, ok, xong. Rồi tôi tiếp tục là clip. MD tôi chia làm 3. MD3 là cái này 3 33 34 12 MD6. Cho này là 6. Và tôi cho một cái nữa. Cho cái này cô ba. Đây, cái này chúng ta thay chữ này là chữ nhỏ nhé. Rồi bây giờ tôi cho form này nhảy vào bên trong, cắt này đi, cắt đó, mở form này nhảy vào trong, cắt. Rồi tôi cho vào chỗ đây, MD6 rồi. Bây giờ các bạn thử nhìn lên trên. Đấy. Nó đã ngắn vào đây rồi. Đúng các bạn? Đấy, ngắn đây. Bây giờ tôi sửa trong nhé. Chỗ này ta sẽ sửa trong. Ta sửa này. Phần email thì chúng ta ghi là họ tên. Họ và tên. Đấy, các bạn lấy đúng ở trên trang web giống như trong video nhá. Tài kiểu in, đây là cái nhãn nhá. Sau đến phần nhập này thì các bạn kiểu tài thì các bạn phải kiểu là gì? Tên. Đó. Được chưa? Tên nhá. Rồi. Các bạn thêm cho lại làm ID bằng họ tên. Được chưa? ID bằng họ tên này. Tiếp tục. Đó, còn cái này các bạn kệ nó nhé. Xóa cái ID này. Các bạn để đâu được, xóa đi. Rồi ID họ tên này. Name họ tên này. Đó, ID là để sau này chúng ta gắn style cho nó thôi. ID họ tên này. Được chưa? Đấy. Let home thì cái này là dấu nhắc, là nhập họ tên. Họ tên.
Còn những cái này là nhãn thôi, đúng không? Bây giờ ta chạy thử nhé. Rồi bây giờ ta lại chạy thử. Đây chúng ta là họ tên, giới tính, quê tuổi, giới tính. Đó, kiểu đây các bạn cho kiểu text cho tôi. ID đây chúng ta thay là giới tính. Rồi, các bạn cho name cho tôi. Name bằng giới tính. Xong phần đây thì ta xóa đi, phía trước để ta xóa đi. Cái phần ta xóa đi. Rồi, phần tiếp theo chúng ta cho tôi một cái nữa là phần copy vào đây, đã đưa xuống đây, quê, ta đặt đây là quê, quê, được chưa? Rồi tên đây chúng ta thay là quê, đó, ai đi đây chúng ta thay là quê. Rồi phần tiếp theo các bạn là copy tiếp, copy bạn xuống đây, các bạn cho tôi là quê, tuổi, giới tính, quê tuổi. Bây giờ ta cho cái này là tuổi. Đó, cái này là chúng ta ghi tên là tuổi. Cái tên này không thể thiếu được nhá, quê, họ tên, giới tính, quê tuổi. Thì cái tên dùng để lúc chúng ta lập trình nó sẽ phân biệt được cái text box nào là của quê. À, cái này là tuổi. Rồi. À, cái nút này thì các bạn ghi là cho tôi là ghi. À, thấy chưa các bạn? Đó. Đấy nhá. Ok chưa? À, bây giờ chúng ta nhập, chúng ta nhìn lên này. Đây, nhập họ tên, nhập giới tính, nhập tuổi và ghi. Đó, ngon chưa? Rồi bây giờ chúng ta lại tiếp tục sang phần ta muốn nó đều ghi giống nhập lễ hôn thì chúng ta ghi như sau. Chúng ta thêm một cái nữa là lễ hôn là nhập tuổi. Đó. Tiếp tục ở đây chúng ta ghi là lên hôn. Nhập quê. Đó, chỗ này chúng ta ghi một cái là nhập tuổi. Thế các bạn đã làm đến cái phần đây rồi, các bạn thấy ngon nhá, tôi nói rất chậm. À, các bạn xem đến đâu, các bạn xem video kỹ đến đấy, đúng không? Rồi bây giờ chúng ta sẽ xem lại cái phần bảng danh sách. Đây. Đây đây hiện đấy là nhập tuổi này, nhập quê này và ghi vào. Đấy. Nhập, ta nhập đến đâu thì sau này nó sẽ hiện, nó ghi xuống đấy nhá. Rồi.
Rồi. Trên này thì tôi đã trình bày xong là cho chúng ta cách mà chúng ta thêm một cái ô form để chúng ta nhập vào. Đấy, chúng ta dùng trong bút chat để ta download về. Ta download về các bạn vào trong đấy. Trên này của tôi cho một cái H1. Tôi ghi chữ là nhập họ tên hồ sơ sinh viên dưới đây, sinh viên thôi. Rồi bây giờ các bạn chạy thử nhé, các bạn trong danh sách này. Đó, nhập hồ sơ sinh viên. Đó, và nhập vào đây. Thế ở bài này tôi cắt nhỏ clip ra. Cái này các bạn sẽ thao tác trong này, vì là cái thời lượng mà dài quá thì tôi chỉ sợ là